làm cái gì thì ở máy này nó cũng sẽ thấy đang phản chiếu màn hình cho bạn nhà mình nhé đó mình vuốt qua vuốt qua và ngày hôm nay Hoàng Thắng sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị nhà mình một cái công cụ giúp cho mình có thể là xem được cái điện thoại của con cái vợ chồng người yêu của mình đang làm gì và chúng ta có thể điều khiển nó từ xa à, và chúng ta có thể là xem được mọi hoạt động diễn ra trên chiếc điện thoại đó thậm chí là chúng ta có thể xem được camera mà người bên kia không hề hay biết và các bạn sẽ cần phải lấy cái chiếc điện thoại đó để chúng ta setup xong và sau khi setup một lần xong là chúng ta sẽ xài được để làm được những điều trên các bạn hãy tải ứng dụng như trên màn hình và thực hiện theo các bước theo hướng dẫn tạo một tài khoản hoặc là đăng nhập bằng chính email của các bạn sau đó thì chúng ta sẽ tạo và đăng nhập ở cái mục là tài khoản của cha mẹ bởi vì thiết bị này sẽ bởi vì ứng dụng này nó sẽ giúp cho chúng ta theo dõi giám sát con cái của mình và chúng ta có thể sử dụng là theo dõi cả những anh lớn chị lớn nhá À, người yêu, bồ bịch, vợ chồng của mình nhé. Ở bước này anh chị em như mình chia sẻ cái đường link này cho chiếc máy mà chúng ta cần theo dõi để cài đặt app hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái mã để chúng ta điền vào khi chúng ta tải cái app mới bên máy kia. Ở cái điện thoại của con cái, à, người yêu hay vợ chồng của các bạn, các bạn sẽ lấy đường link mà bên này chia sẻ hoặc các bác tải sẵn về ha và nhập cái mã của bên cái máy chủ của các bạn sang vào cái ô này và cứ thực hiện các bước next tiếp theo như trên màn hình và chúng ta đồng ý để chúng ta chấp nhận các điều kiện. Sau đó thì chọn vào thiết bị dành cho trẻ em này. Ở bước này thì chúng ta sẽ bắt đầu là liên kết và nhập cái mã mà bên kia. Sau khi mà hoàn thành rồi chúng ta sẽ cấp tất cả các cái quyền cho cái thiết bị chủ của mình để nó có thể giám sát và theo dõi cái chiếc điện thoại di động thứ hai của con cái của vợ chồng của người yêu của các bạn và bây giờ là đến các bước theo dõi này à, chúng ta sẽ bấm vào phần là uh, phản chiếu màn hình này đây là máy của con của vợ của chồng của người yêu các bạn và ở trên máy này làm cái gì thì ở máy này nó cũng sẽ thấy đang phản chiếu màn hình cho bác nhà mình nhé đó mình vuốt qua vuốt qua vào đây truy cập ở đây nó cũng sẽ mở truy cập bên này truy cập bên này truy cập ở đây xem bất kỳ thứ gì thì bên kia nó sẽ phản chiếu màn hình hay cả khi bạn xem camera của cái thiết bị của con cái người thân của mình thì thiết bị bên đó người ta cũng không hề hay biết là cái camera nó đang hoạt động biết được cái ứng dụng hay ho này không chỉ các bạn có thể là giám sát được con cái người thân của mình và nhiều khi các bạn còn có thể tự mình kiểm tra được xem là chính mình có đang bị người thân của mình đang kiểm tra kiểm soát và xem được mọi cái hoạt động trên chiếc điện thoại của mình hay không Chúc cho tất cả các anh chị em mình cài đặt thành công nhé. Hẹn gặp lại anh chị em nhà mình ở những chủ đề rất là thú vị và hấp dẫn ở trong kênh Hoàng Thắng. Các bạn hãy follow kênh để xem được những video thú vị hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất là nhiều.